Xin chào quý vị, chào buổi sáng. Vi đang ở Hà Tĩnh, thì một vùng đất phải nói là rất rất là nắng nóng. Vi nghĩ nhiệt độ phải 40 độ ở ngoài đường ấy. Thì buổi trưa thì thông thường các anh chị phải ở trong nhà để tránh cái nắng, và công việc có thể xuất phát từ 2 giờ 3 giờ. Thì rõ ràng là với cái điều kiện khắc nghiệt như vậy, nhưng mà đây có rất là đặc biệt, giá tôm phải nói là cao nhất cả nước. Tôm 28 con có thể là 240.000, và nó tăng hàng ngày. Và với điểm là cái tỷ lệ nuôi thành công ở khu vực này rất là tốt, vì các anh áp dụng các cái khoa học kỹ thuật, các cái thiết kế ao, và nó chỉnh chu với quy trình, rất là chỉnh chu. Và như chúng ta biết rằng là cái vùng Hà Tĩnh là cái vùng các anh chị dùng thuốc điều trị nhiều nhất từ trước đến nay. Nhưng mà những năm gần đây thì các anh chị đã dịch dần sang sinh học, và biết rằng sinh học là một giải pháp phòng bệnh và giảm rủi ro tốt nhất. Và đặc biệt vùng này là cái vùng rất là ít bị nhiễm phân trắng nha, vẫn có nhưng mà ít. Thì có một nguyên nhân là Duy nghĩ sau khi vụ thu hoạch thì các anh chị phơi ao, thì với cái nhiệt độ nắng nóng như thế này thì hầu như là chúng ta diệt khuẩn tự nhiên ở nhiệt độ 150 độ C ở ngoài bạc kia, thì các cái vi khuẩn hay là vi vòng tử trùng sẽ chết hết. Duy nghĩ là như vậy. Khi mà chúng ta bắt đầu vụ mới, tỷ lệ thành công khá tốt. Và bên cạnh đó thì với sự liên tục cập nhật các quy trình mới, dấu dụ thằng Vương cũng làm việc với một số anh chị nuôi lớn ở khu vực, ứng dụng những sản phẩm vi sinh chất lượng cao như soi mắt, như brochure, như canpota, thì nó năng dần dần cải thiện dần dần cái tốc độ tăng trưởng và giảm chi phí nuôi. Và mô hình luôn luôn chỉnh chu thay đổi, phải một rập khuôn một cái quy trình nào cả. Ví dụ như thế đây rất là hay, để tránh mùa đông thì ở đây với cái điều kiện mà mưa bão rất là lớn vào mùa đông, do vậy là không thể làm nhà màng được quý vị, và chi phí rất là lớn. Các anh chị ở đây thả sớm một tí để tôm, ví dụ giai đoạn này chúng tôi không, chúng ta bắt đầu thả vụ mới, để qua những tháng sau tôm nó lớn rồi thì vào vụ đông thì điều kiện thời tiết bên ngoài thì nó sẽ đỡ hơn. Do vậy là một năm vẫn được 3 vụ và nuôi luân chuyển theo điều kiện thời tiết khác nhau. Nhưng mà Duy vẫn chưa hiểu tại sao khu vực này luôn luôn vẫn là giá tôm tốt nhất so với Quảng Ninh luôn, cao hơn Quảng Ninh luôn. Hy vọng là giải pháp của thằng Vương cung cấp cho các anh chị là một cái công cụ để chúng ta mang lại cái hiệu quả và giảm dịch bệnh. Xin chúc một ngày tốt lành.